Ok và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series cho bạn Hoàng Quân. Và một pha ra đòn đầu tiên, con sâu của bạn Hoàng Quân đã có chiến lợi phẩm rồi. Đấy rồi, lụm chảo. Vâng, tiếp tục một con sâu đã bị đánh bại. Mày ha bưởi. Quá nguy hiểm cho một pha quay xe ở đây. Vâng, top 9 server cho bạn Hoàng Quân. Liên tiếp là những pha quay xe đỉnh của chóp. Bây giờ sẽ là chú cá coi này. Thanh niên đã toang rồi. Wow, đoàn furry. Vẫn tin nụm được bí kíp. Vâng, các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào yêu thích và dấn săn mồi thì cứ để lại comment cho mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. Một chú sâu rất to. Và một con sâu của nhà bà Tân Vlog. Đấy rồi, thanh niên đã có một pha quay xe đi vào lòng đất. Vâng, và đây là một con sâu người ngoài hành tinh. Thanh niên rất to thưa các bạn. Rất nguy hiểm. Vâng, một pha tiếp cận em sâu người ngoài hành tinh. Thanh niên rất to.
Đấy rồi, lụm cháo quá béo thưa các bạn. Thanh niên người ngoài hành tinh của chúng ta đã toang rồi. Vâng, các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quá nguy hiểm cho một pha quay xe ở đây. Vâng, và con sâu của chúng ta đã lên được top 1 server với 1.530.000 điểm. Một pha bùa vây cho ông vua dâu kẽm của chúng ta. Cái đuôi của mình đây rồi.
và một pha quay xe rất quyết đoán. Ngay sau đó thì em áo trắng của chúng ta đã toang rồi. Hiểm quá. Và không kịp quay xe cho pha vừa rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.